Ngày 2 tháng 12, một du khách đã bị một đối tượng theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan dùng dao đâm đến chết tại Paris, Pháp. Và đáng chú ý, sự việc xảy ra ngay gần địa điểm thu hút khách thập phương, và đó là tháp Eiffel. Điều này tác động không nhỏ tới ngành du lịch Pháp khi mà kỳ nghỉ Giáng sinh và Thế vận hội Olympic đang tới gần. Ngày 2 tháng 12, một du khách quốc tịch kép Đức-Philippines đã bị đâm dao đến chết, trong khi hai người khác thì bị tấn công bằng búa đến bị thương trên đường phố Paris, thủ đô nước Pháp. Ngay gần địa điểm du lịch nổi tiếng tháp Eiffel, nghi phạm tỏ ra là người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan khi hô vang Allahu Akbar hay Thánh Allah vĩ đại khi bị cảnh sát bắt. Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, nghi phạm từng có tiền án. Nghi phạm mắc chứng rối loạn tâm thần và từng bị kết án 4 năm tù vào năm 2016 vì lên kế hoạch một vụ tấn công khác. Anh ta cũng thể hiện sự oán giận đối với việc người Hồi giáo thiệt mạng ở Afghanistan và Gaza. Anh Sinh Yong Lee, 38 tuổi, một du khách từ Hàn Quốc, tỏ vẻ bàng hoàng về sự việc. Theo anh, vụ đâm dao do nghi phạm thực hiện một cách ngẫu nhiên, vì thế rất khó ngăn chặn. Anh cũng cho biết vụ việc ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm du lịch của mình. Tôi thực sự lo sợ. Nhỡ đâu đó là tôi cũng vừa ở khu vực đó. Tôi cũng không phải là người Pháp mà. Chuyện này thật tồi tệ vì tôi mong chờ một chuyến đi du lịch tốt đẹp. Thứ Bảy mà, rất nhiều khách du lịch đến chụp ảnh tháp Eiffel. Tôi cũng sốc. Đây không phải là hình ảnh tốt đẹp về nước Pháp, nhất là kỳ nghỉ cuối năm đang đến gần. Khổ thân anh chàng người Đức đó. Nghi phạm hiện được xác định là Aman Rajapu Miandoab, sinh năm 1997, đang đối mặt với cáo buộc giết người và cố ý giết người. Theo lực lượng công tố chống khủng bố Pháp, đơn vị chịu trách nhiệm điều tra, nghi phạm 26 tuổi từng cam kết trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, chưa xác định rõ tên này thực hiện hành vi khi có sự chỉ đạo từ tổ chức hay không. Nước Pháp hiện đang trong giai đoạn an ninh thắt chặt sau sự việc một người đàn ông gốc Chechen cũng dùng dao đâm chết một giáo viên tại một trường học miền Bắc nước này. Paris cũng chuẩn bị đón Thế vận hội Olympic 2024 vào đầu năm sau. Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán mới đây yêu cầu Hội nghị Thượng đỉnh EU tuần tới không ra quyết định khởi động đàm phán về việc kết nạp Ukraine. Ông đồng thời viết thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu cảnh báo việc không đạt được sự đồng thuận về vấn đề Ukraine sẽ đe dọa tới sự đoàn kết, điều mà ông Orbán cho là giá trị quan trọng nhất đối với Liên minh châu Âu-EU. Ngoài ra, thì ông cũng kêu gọi châu Âu không thông qua kế hoạch chi ngân sách hơn 54 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ kinh tế cho Kiev. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 và thảo luận về kết nạp Ukraine dự kiến là một nội dung chính. Tuy nhiên, thì theo quy định của khối, bất cứ sự thông qua nào đều cần có sự nhất trí từ toàn bộ 27 nước thành viên, trong đó có Hungary. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch hồi tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman mới đây cho biết, chính phủ nước này không nhất trí với đề xuất loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cho rằng đây là mục tiêu đầy thách thức. Phát ngôn của Bộ trưởng Năng lượng quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh các đại biểu của khoảng 200 nước đang nỗ lực tìm tiếng nói chung về việc giảm dần tiến tới loại bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại hội nghị COP28. Theo ông bin Salman, Ả Rập Xê Út cũng đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đầu tư vào năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng khi nước này nỗ lực hướng tới phát triển nền kinh tế phát thải ít carbon từ nay cho đến năm 2030. Tuy nhiên, thì mục tiêu này không bao gồm việc cắt giảm phát thải carbon trong quá trình mà Ả Rập Xê Út vẫn sản xuất 8,9 triệu thùng dầu mỗi ngày. Ngày 4 tháng 12, chính quyền quân sự sau đảo chính ở Niger tuyên bố sẽ chấm dứt hai nhiệm vụ an ninh và quốc phòng của Liên minh châu Âu-EU tại nước này. Theo đó, thì Bộ Ngoại giao Niger đã tuyên bố bãi bỏ thỏa thuận giữa nhà nước Niger và EU liên quan đến Phái bộ Dân sự châu Âu EU Cap Sahel Niger có hiệu lực từ năm 2012. Phái bộ này có trụ sở tại thủ đô Niamey, bao gồm 120 nhân viên người châu Âu có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng an ninh nội bộ, chính quyền Niger cũng như là các tổ chức phi chính phủ. Cùng với việc chấm dứt các nhiệm vụ an ninh và quốc phòng của EU, chính quyền Niger cho biết thêm họ quyết định rút lại các đặc quyền và quyền miễn trừ đã cấp cho EU trong khuôn khổ sứ mệnh này. Kể từ khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26 tháng 7, chính quyền quân sự cầm quyền ở Niger đã cắt đứt quan hệ với các đối tác phương Tây.
Thưa quý vị, Indonesia tìm thấy 3 người sống sót trong vụ núi lửa Marapi phun trào, hay tình trạng nóng lên toàn cầu vẫn có thể khiến tuyết rơi dày hơn. Trên đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin vắn ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lực lượng cứu hộ Indonesia mới đây đã nối lại các hoạt động tìm kiếm cứu hộ nạn nhân trong vụ núi lửa Marapi phun trào ở tỉnh Tây Sumatra của nước này và tìm thấy 3 người còn sống sót. Núi lửa vẫn tiếp tục phun trào vào sáng ngày 5 tháng 12. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực sơ tán các nạn nhân bằng biện pháp thủ công, đi bộ lên đỉnh núi lửa. Tổng cộng có 75 người tham gia các chuyến leo núi từ ngày 2 tháng 12, trong đó phần lớn đã được đưa xuống núi, nhưng một số người đã bị bỏng và bị thương. Lực lượng cứu hộ cho biết hoạt động tìm kiếm những người mất tích sẽ tiếp tục trong vòng 7 ngày. Theo cơ quan thời tiết Đức, khí hậu hiện nay đang biến đổi nhanh gấp 10 lần tự nhiên. Hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể khiến tần suất có tuyết ít hơn, nhưng lượng tuyết rơi nhiều hơn. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng cao hơn và bầu khí quyển giữ độ ẩm lớn hơn khi trời ấm lên. Điều này có thể dẫn đến hạn hán vào mùa hè vì hơi ẩm bốc hơi thay vì mưa xuống. Tuy nhiên vào mùa thu và mùa đông, hơi ẩm được xảy ra dưới dạng mưa cực lớn và nếu nhiệt độ rất thấp sẽ hình thành tuyết hoặc rất nhiều tuyết. Hiện nay tuyết thường tan sau khoảng một tuần do nhiệt độ thường xuyên dao động trong mùa đông và có thể dẫn đến lũ lụt. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, những người lái xe từ 65 tuổi trở lên là nguyên nhân chính dẫn đến 69% số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Đối với nhóm lái xe từ 75 tuổi trở lên, con số này thậm chí còn lên tới 77%, cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Tuy nhiên, nhóm người lái xe trong độ tuổi từ 18 đến 20 phải chịu trách nhiệm chính trong các trường hợp tai nạn. Điều đáng chú ý là những người lái xe cao tuổi thường không tuân thủ luật lái xe nhường phải. Hồi tháng 3, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất rằng những người lái xe trên 70 tuổi nên hoàn thành bản tự đánh giá về khả năng lái xe hoặc phải kiểm tra sức khỏe 5 năm một lần. Với màu sắc rực rỡ và nổi bật, cây hoa trạng nguyên ngày nay được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Loài thực vật này còn được xem là không thể thiếu trong một số lễ hội hay là những dịp đặc biệt, nhất là trong mùa lễ Giáng sinh. Cây hoa trạng nguyên được ghi nhận là loài thực vật mới vào năm 1834. Cây hoa trạng nguyên thuộc giống cây bụi, thân gỗ, sống lâu năm và chiều cao có thể lên tới 4 mét. Cây trạng nguyên có tốc độ sinh trưởng nhanh, màu sắc rực rỡ và đầy sức sống nên sức hút của nó ngày càng lan rộng. Do được ưa chuộng để trang trí cho ngày lễ Giáng sinh nên cây hoa trạng nguyên còn được gọi là cây hoa ngôi sao Giáng sinh. Chúng tôi trồng khoảng 2 triệu cây hoa trạng nguyên mỗi năm. Hoa được trồng từ đầu năm và đến tháng 7 nở rộ. Chúng khá mỏng manh, cần rất nhiều ánh sáng và dễ bị sâu bệnh. Ở một số nơi, loài cây này được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như nhất phẩm hồng, tinh tinh mộc, diệp tượng hoa. Theo giáo sư Jim Fow, từ khoảng năm 1920, cây trạng nguyên bắt đầu xuất hiện nhiều trên các thiệp chúc mừng Giáng sinh, đánh dấu sự gắn liền của loài hoa rực rỡ này đối với ngày lễ lớn bậc nhất trong năm ở phương Tây. Cây trạng nguyên thực sự trở thành loài hoa của lễ Giáng sinh từ đầu khoảng thế kỷ 20. Trước đó trên những tấm thiệp trang trí, không thấy có hình ảnh của những cây hoa này. Bây giờ hoa trạng nguyên được ưa chuộng hơn cả cây thông. Cây hoa trạng nguyên còn có nhiều công dụng trong đời sống như lọc, đào thải khói bụi trong không khí, giúp không gian sống trong lành hơn. Ngoài ra, theo đông y, cây trạng nguyên có tác dụng hỗ trợ, chữa trị vết thương do côn trùng cắn, vết rách da hay các chứng bệnh đường ruột mãn tính.